Chào các bạn, giới thiệu các bạn. Hôm nay mình trải nghiệm cái quán ăn trên đường Trần Phú ha, 20 Trần Phú, Vũng Tàu. Thì này là quán ăn Cô Nên. Các bạn nhìn thấy phía trước đó là bãi biển ha. Đó, bãi biển thì chúng ta nhìn thấy ha. Bây giờ mình đi tiến vào quán ăn Cô Nên ha. Tại đây phục vụ khách du lịch rất là nhiều. Những cái đoàn xe du lịch thường tới Vũng Tàu thì họ tới đây họ ăn. Đó, thì cái này là đây mình đang đi lên trên lầu. Khung cảnh nhìn rất là đẹp. Cái này chắc mới trang trí lại, trước đây mình có đi một lần rồi thì cũng không được đẹp vậy đâu. Này trang trí sau Tết Nguyên Đán mà. Thì hôm nay ăn vào buổi trưa thì thấy nó cũng đông đó. Giá thì mình thấy nó cũng bình dân. Thì tại đây thì có ăn uống này nọ ghi hóa đơn đều được. Nếu mà ai làm công ty thì có thể ghi hóa đơn tại ở đây. Các bạn thấy kênh hay xin ủng hộ bằng cách like và subscribe. Xin cảm ơn các bạn.